Nói là đi lớn thôi nhưng mà thật ra thì chuyến đi nào cũng chỉ tầm dài nhất là 3 ngày. Thì hồi ở bên Đan thì Kim chỉ đi chơi đúng 3 lần là ra khỏi cái Oden thành phố của Kim ở, đó là một lần đi Copenhagen, một lần đi Đức và một lần đi Pháp. Thì lần đi dài nhất là chỉ có 3 ngày thôi mà chơi được tầm 2 ngày. Tại vì ham làm với lại đi mà mọi người tốn kém này kia, rồi đi đông nữa nên là phải phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, không phải muốn đi là đi được, còn phải xin nghỉ làm nữa. Đợt đấy tụi Kim đi chơi khá là khó khăn tại vì chưa được tiêm vaccine. Ai mà ấy lắm thì được tiêm một mũi, mà nếu mà muốn đi máy bay á mọi người là phải có 2 mũi vaccine cơ. Mà nhiều bạn hồi đấy ở bên đấy qua trước Kim, với mấy bạn qua trước Kim lúc đấy còn 4 5 tháng ở về mà còn chưa được đi đâu chơi ra khỏi cái thành phố luôn, tại vì đi xa rất là khó. Thì đợt đó tụi Kim phải đi Đức và đi Pháp thì đều đi bằng tàu, tại vì không có ai mà có đủ 2 liều vaccine hết. Tụi Kim tầm từ 24 tuổi trở lên là thuộc vào cái nhóm mà tiêm vaccine sau cùng, nên là đợt đó đi chơi rất là khó khăn, chứ không phải như các bạn bây giờ. Các bạn sang có vaccine rồi, có biết nhiều cái để đi chơi này kia, rồi các bạn đi máy bay, book máy bay giá thậm chí rất là rẻ, rẻ hơn cả tụi Kim đi tàu nữa cơ. Đấy, tụi Kim đi khá là đông, hình như là mười mấy gần 20 người rồi đó, mười mấy người rồi đó. Nhưng mà cái nhóm như kiểu mọi người thấy trên video thì là bọn Kim phải tách ra chia nhóm nhỏ để đi, chứ không thể đi một lúc mười mấy người. Với lại mỗi người thì có một cái nhu cầu đi một nơi khác nhau, nên là tụi Kim sẽ chia theo mục đích. Ai muốn đi chung một mục đích thì sẽ đi chung một tốp, như kiểu tụi Thoa à tụi Kim đây thì bọn Kim muốn đi chung đấy những chỗ đi giống nhau, với lại kiểu là anh em quen biết nhau từ trước rồi nên là đi chung một tốp. Vé đợt đó tụi Kim đi hình như là Kim nhớ không chính xác lắm đâu, nhưng mà nó khoảng hơn 700, chưa tới 1.000, chưa tới 1.000 caron. Đấy là vé tàu cả đi cả về. Còn book nhà nghỉ, bọn Kim ở trong một cái nhà nghỉ một phòng tầm 3-4 người gì đó, có giường riêng, nó như là cái giường ký túc xá đấy, nhưng mà ý là nó xịn xịn hơn một tí, mà cũng không phải là rộng rãi lắm. Nói chung là ở được, chỉ cần tối về đấy ngủ thôi thì cũng là khá là ok. Thì ngay ở trung tâm Berlin luôn, thì tầm Kim nhớ không rõ lắm nhưng mà hơn 100 caro một người gì đó ở 2 đêm. Thì giá đấy Kim nghĩ là cũng ok rồi. Ăn uống thì chỉ tầm một bữa ăn mà chắc là trung bình thì tầm 10 euro, có thể là thấp hơn mà cũng có thể là cao hơn một chút, nhưng mà tầm 10 13 euro là mọi người đã ăn một món rất là no rồi đấy, ok rồi đó. Thì bọn Kim được cái là rất là chung mục đích với nhau, đi chơi thì kiểu điều kiện kinh tế này kia giống nhau nên là tiêu xài cũng khá là giống nhau ấy. Xem thì tầm mỗi đứa thì hết tầm 100 euro. Thì có đứa cũng mua, bọn Kim chủ yếu là mua bánh kẹo về làm quà cho mọi người nhà thôi, còn có nhiều bạn thì mua thêm thuốc, mấy cái thuốc, mấy cái vitamin ấy. Kim có để hình ở trên này có mấy cái thuốc đấy để mọi người mua về làm quà. Thì chỉ có thế thôi, còn ăn uống cũng bình thường lắm. Tụi Kim cũng chỉ ăn, có ăn xúc xích Đức cho biết thì cũng khá là ngon, nhưng mà không có ăn nhiều. Rồi lúc mà mới đi ấy, thì đi sớm quá, xong rồi cửa hàng, nhà hàng này kia người ta chưa mở cửa, nên là cũng muốn ăn đồ Đức, nhưng mà cuối cùng là chỉ duy nhất một cái quán đồ Ý người ta mở cửa. Thế là đi vào đấy ăn đồ Ý mọi người, cũng khá là ngon, xong rồi ông chủ cũng khá là dễ thương luôn đấy. Nhưng mà không có ăn được đồ Đức, mà cái lúc mà ăn xong đi ra thì nhà hàng này kia người ta mở hết trơn, nhưng mà lúc đấy trưa rồi, xong rồi gần gần trưa rồi, xong rồi tụi Kim thì mới ăn xong, đấy là tìm đường để đi chỗ khác chơi chứ không có ăn nữa. Buồn cười kiểu là canh me đi cho thật sớm để mà đi chơi được nhiều, cuối cùng là người ta không mở cửa quán xá gì hết, đi giữa một con phố vắng tanh vắng ngắt, một đám 4 5 đứa đi giữa một con phố vậy đó, không có cái gì để chơi, không có cái gì, chỉ đứng mấy cái tòa nhà ngắm nghía này kia thôi, buồn cười lắm. Đến lúc trưa rồi người ta mới mở cửa, thế mà mấy đứa bạn ôm ráng canh me đi sớm cho đã đi, xong rồi không ăn uống được gì luôn. Chuyến đi này thì bọn Kim có 2 kỷ niệm rất là vui. Đấy là một lần thì sáng ra đi xong rồi tìm không có đồ ăn, rồi ăn xong rồi muốn đi chỗ khác thì đi lên xe buýt. Đi lên xe buýt thì trong nhóm Kim chỉ có 2 người là điện thoại có internet, tức là đăng ký từ Đan Mạch nhưng mà sang Đức vẫn xài được nha mọi người. Tức là sẽ có điện thoại ra được, sẽ có điện thoại không ra được, sẽ có cái loại mạng ấy, cái loại SIM ra được, có loại không. Thì lúc đấy Kim không rõ, nhưng mà Kim không có, thì có 2 người có và xài được, và 2 người cũng khá là lanh lẹ, nên là tụi Kim là nguyên 4 5 đứa là cứ đi theo 2 người đấy thôi. Tức là cứ dặn là đi, bảo đi đâu là đi đấy, không ý kiến gì hết, chỉ cần sao đi không để lạc thôi, ngoan lắm, cứ để đi sao tôi cho 2 người đấy lo hết, bảo đi lên xe buýt nào là đi xe buýt đấy. Thế à, sang đấy thì mọi người biết cái
cái ấn tượng vô cùng kinh khủng của tụi Kim với Đức đó là cái hệ thống giao thông cực kỳ thích luôn. Kim không chưa đi những cái nước như Mỹ này kia thì Kim không biết là nó có phải là nhất thế giới không, nhưng mà Kim phải nói là nó vô cùng đã. Cái hệ thống giao thông nào là cái đường tàu ngầm này, rồi tàu trên mặt đất này, xe buýt này, đó, nó nhiều kinh khủng ấy, nó dày đặc á, mà nó đúng giờ nữa, nó đúng giờ tuyệt đối luôn. Nên là đi á mà trễ một cái là xe nó chạy mất. Rồi ví dụ lên tàu có một lần bọn Kim đang đang rất là thắc mắc thì không phải biết là đi cái tàu này hay là cái tàu kia các kiểu, thì hai người mà tụi Kim đi theo thì đang bàn, thì tự dưng có một cái xe, có một cái tàu nó tới, thì có đại yến ấy, nó chạy lên xong rồi cả đám chưa kịp chạy lên thì cái toa tàu nó đóng lại, rồi đến giờ nó đi là nó đi thôi, nó không có đợi mình suy nghĩ hay là nhấn nút hay gì hết. Bé Yến vừa nhảy lên thì nó đóng cửa nó đi mất. Thế là tụi Kim may mà bé Yến là cái đứa mà cũng có internet, thế là tụi Kim phải đợi ở một cái ga đấy thì để chờ bé Yến xuống. Nhưng mà trong lúc đợi thì tụi Kim phát hiện là cái ga đấy là cái ga tụi Kim cần xuống luôn mà không cần phải lên tàu nữa. Thế là đợi được bé Yến quay lại, thì lúc bé Yến quay lại thì tụi Kim đi xuống luôn. Nhưng mà có một cái chị không hiểu ý, chị tưởng là đi xuống để đón bé Yến lên. Thế là đón được bé Yến xong thì quay lên, chị lại lên tàu, chị lại đi mất. Thế là tụi Kim lại phải xong rồi con bé Yến nó thấy chị kia lên tàu, nó lại đi lên tàu, xong quanh quẩn quẩn tụi Kim mất thêm một người nữa. Thế là ngồi cả đám kiểu ngồi chờ ấy cả 30 phút một tiếng gì đấy, nhưng mà không khó chịu gì hết ấy, kiểu là thấy buồn cười lắm, cả đám ngồi cười ơi là cười. Tội nghiệp hai người đấy, tự dưng đi nhầm mà phải đi lại, nhưng mà buồn cười kinh khủng ấy. Có lần thì đi quanh một cái ngã tư mà đi mãi không ra được khỏi cái ngã tư đấy, đi lên xe buýt 3-4 lần luôn mà vẫn không đi khỏi được cái ngã tư, vẫn đi sai các kiểu ấy. Xong rồi tụi Kim phải đứng lại, xong rồi chụp một tấm hình ở cái ngã tư đấy có cái chữ Sony ấy. Bọn Kim bọn sao đi mãi mà không thoát khỏi cái Sony được, cái tòa nhà nó có chữ Sony rất là cao, thì đi mãi không thoát được đấy, xong rồi chụp một tấm hình. Xong rồi cuối cùng là sau lần chụp tấm hình đấy thì đã đi được khỏi cái ngã tư đấy và đi chỗ khác chơi. Thì Kim thấy là Berlin không có nhiều chỗ chơi kiểu là nổi tiếng lắm, thì có một số chỗ thôi, tụi Kim cũng đi chắc là gần như hết mấy cái chỗ mà nổi tiếng rồi. Thì tụi Kim nhận ra là thật ra là không cần phải đón xe buýt nhiều. Trong một số lần ấy thì tụi Kim đang đi bộ để đi đón xe buýt thì tự dưng lại thấy cái tòa nhà mình muốn đến nó ở đằng xa xa. Thế là ôi cái tòa nhà ngay kia rồi mà bây giờ thời gian mà đợi xe buýt thì chả thà đi bộ tới đấy thì nó còn nhanh hơn. Xong rồi trên đường đi bộ thì còn ngắm nghía các kiểu được nữa. Thế là đi bộ không có đi tàu nhiều. Tụi Kim chỉ đi tàu ở những cái điểm cách nhau quá là xa thôi, thì chỉ có một vài điểm thôi chứ không, nó không nhiều lắm, chỉ toàn là đi bộ quanh thành phố thế này này, thì đi đến đâu ngắm cảnh đến đấy, nên là tụi Kim không cần bắt xe nhiều. Và đi bộ ở đây thì cực kỳ thích, cái ngày tụi Kim đi thì nắng đẹp, chụp hình đẹp, nhưng mà đi bộ thì cũng không có vất vả, không có nắng nóng khó chịu lắm, tức là nó nắng nhưng mà nó mình dễ chịu lắm kìa, thoải mái lắm. Nên là đi bộ không à, đi từ chỗ này qua chỗ kia gần. Bữa đấy tụi Kim đi thì có gặp một cái buổi diễu hành của cộng đồng LGBT. Thì lần đầu tiên mình thấy buổi diễu hành như vậy. Thì cả đám, tại vì đợt đấy dịch đang nhiều ấy, bên Đức dịch đang mạnh ấy, cả đám cũng sợ lắm, né bảo nếu mà không có dịch thì chắc cũng sạp đấy đi chung ấy. Nhưng mà tại vì dịch ấy xong rồi né lắm, chỗ nào có người đông là né để cho người ta đi qua hết xong rồi mới dám đi. Lần đấy thật sự là Kim rất là hài lòng với cái chuyến đi đấy, mặc dù là chuyến đi khá là ngắn thôi và chưa có thể là đi trải nghiệm hết được Berlin, nhưng mà thật sự đi với đám bạn quá là vui mọi người ạ. Mà cái điều tuyệt vời nhất khi đi chơi ấy không phải là có nhiều tiền hay là gì đâu, mà thật sự là khi mà chúng ta đi với một đám bạn với một cái tinh thần vui vẻ chung ấy thì nó mới gọi là vui. Khi mà gặp bất kể một cái chuyện gì mà mình đã xác định là đi chơi và mình đã xác định là ví dụ có mất thời gian một chút mà không có cái chuyện gì gấp gáp hay là không phải là cái chuyện gì nguy hiểm này thì mình cứ thoải mái. Nên là cả đám đi chơi với chung một cái tinh thần như thế cực kỳ là vui luôn đấy. Kiểu ngày xưa thì Kim đi chơi thì trong nhóm hay có những cái đứa là hay bị khó chịu, hay bị giận dỗi ấy mọi người. Xong tự dưng giờ mình mới đi chơi với một đám mà kiểu ai cũng có tinh thần vui vẻ như nhau ấy, cực kỳ thích luôn. Đang làm video mà bác chủ nhà gọi Kim đón tiền phòng mọi người ạ. Nên là phải ngắt quãng một đoạn. Có ai nghe bác chủ nhà gọi tên Kim không? Kim có thu luôn đấy.
Thật sự mà để kể hết những cái chuyện xảy ra trong chuyến đi thì kể không có hết trong video này được, tại vì lần này thì Kim đi Kim quay không có nhiều cái đợt đó nên là chắc là cái video này chỉ đến đây thôi. Còn mấy cái kỷ niệm như kiểu là đi về xe bị thục xăm rồi đi ăn ở nhà đúng rồi, có lần đi ăn ở nhà hàng Đức đấy mọi người, vào tận cái chợ Đồng Xuân đấy, cái chợ mà nhiều người Việt nhất đấy, bọn tụi Kim vào đi bắt xe 1 tiếng đồng hồ mấy cái lúc mà đi làng mất bé Yến với cái chị kia ấy, là đi qua cái chợ Đồng Xuân để đi ăn tô phở đấy mọi người, bắt xe khổ cực như thế mà vào để ăn tô phở về bị ngộ độc chết luôn. Về ngộ độc mà đi viện, đứa thì đi xúc ruột, đi rửa ruột, đứa thì ngộ độc nằm nhà ói mửa lê lết luôn, có cay có tức không cơ chứ. Thì chuyến đi Đức của Kim sẽ kết thúc ở đây. Video sau thì Kim sẽ cho mọi người xem về Pháp. Hồi đấy vừa tụi Kim đi Paris và Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch. Thì hy vọng là mọi người sẽ thích và đăng ký kênh và theo dõi Kim để xem có thể là sắp tới Kim sẽ đi thêm nước nào nữa để quay cho mọi người xem. Vậy nha, bye bye, cảm ơn mọi người đã theo dõi.